Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những tin tức mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, mưa to ròng rã từ đầu tháng 9 vừa qua tiếp tục làm cho Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước, động đất làm vỡ đê cùng hàng loạt dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật khiến cho chính quyền ông Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Thưa quý vị, theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất làm vỡ đê. Nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khẩn cấp. Bên cạnh đó có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải những hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng cao, ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Tứ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ, có những nơi bị ngập tới 9 mét, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Những hình ảnh video mà tờ báo Trung Quốc đăng tải được cho là rất tồi tệ. Nhiều ý kiến cho rằng những cảnh tượng phía Trung Quốc đang bị thiên nhiên trừng phạt chỉ có trên phim ảnh, nhưng thực tế nhiều tỉnh thành phía nam của Trung Quốc bây giờ không khác gì ngày tận thế, và đó chính là một sự thật đang hiển hiện ra trước mắt quý vị. Nhiều ý kiến còn nói rằng những điểm báo này đang rất đúng đối với phía Trung Quốc khi đầu năm 2022, một số dự đoán của nhà tiên tri cậu bé đến từ Ấn Độ đã có một vài dự ngôn mà Trung Quốc phải gánh chịu trong năm nay. Đó là bệnh tật, động đất, mưa to, lũ quét, sạt lở sẽ biến Trung Quốc trở thành sa mạc và hoang tàn. Và bây giờ thì những dự đoán trên đều đang rất đúng và đang rất ứng nghiệm với thực tế hiện nay của Trung Quốc. Các nhà tiên tri còn tiên đoán rằng vào năm 2022 này, con đập Tam Hiệp, con đập lớn nhất của Trung Quốc sẽ bị vỡ. Hiện mọi người đang chờ đợi xem lời nguyền về con đập Tam Hiệp có đúng hay là không, thì chúng ta phải chờ đến hết năm 2022 mới có thể biết được. Thưa quý vị, theo các nhà chuyên môn chuyên theo dõi về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của Trung Quốc cho biết, tính từ đầu tháng 4, Trung Quốc đã sống trong bóng tối, không có ánh dương, sự sống của mặt trời, bởi vì bầu trời của Trung Quốc đại lục đang liên tục u ám. Hàng triệu người dân của Trung Quốc nói rằng trong 24 ngày đêm vừa qua, họ chỉ nhìn thấy nước lũ và cảnh tượng vỡ đê, vỡ đập xảy ra, chứ họ không hề nhìn thấy ánh sáng, ánh nắng của mặt trời. Mở mắt ra chỉ toàn nước và đồ đạc bị nước lũ cuốn trôi nổi, ô tô đi trên nước và bơi trên nước có đến hàng triệu chiếc. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang bị quả báo đến và Trung Quốc đang bị nhân quả báo ứng, đang bị mẹ thiên nhiên trừng phạt, đang bị đất trời thay thế cho thế giới, giáng tội vì những tội lỗi mà ông Tập Cận Bình đã gây ra cho thế giới. Để bây giờ hàng triệu người dân của Trung Quốc phải gánh chịu hậu quả đau thương. Các nhà phân tích cho biết 24 ngày đêm vừa qua, Trung Quốc không hề có sự bình yên, thay vào đó là những trận mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tục ập xuống đất nước này vì những tai họa do chính ông Tập và giới chức nước này đã gây ra cho nhân loại. Phải chăng mẹ thiên nhiên đang trút những cơn giận dữ, giáng những đòn đau để trừng phạt như những lời cảnh báo đến đất nước này, mục đích là để giúp ông Tập Cận Bình cảnh tỉnh, bớt đi gây gổ, bắt nạt, gây hấn trên Biển Đông, cũng như bớt đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải trên biên giới các nước trong khu vực và bớt đi gieo rắc những cái mầm tội ác cho thế giới. Thưa quý vị, có một thông tin được cho là rất xấu đối với cả Trung Quốc khi vào ngày hôm qua và lúc 10 giờ 38 phút theo giờ địa phương, Trung tâm Địa chất của Trung Quốc cho biết, thành phố Hà Bắc của Trung Quốc đã xảy ra trận động đất mạnh với cường độ lên tới 6,9 độ Richter, tâm chấn nằm ở độ sâu 9 km và hiện tại vẫn chưa có thông tin chính xác bị thiệt hại do trận động đất trên gây ra.
Tuy nhiên, người dân ở các khu vực xung quanh như Thượng Hải, Bắc Kinh, Thiên Tân đều cảm nhận rất rõ dư chấn trận động đất này. Theo nhân chứng của người dân nơi đây cho biết, nơi đây trong lịch sử đã từng xảy ra 3 trận động đất lớn với cường độ 4,3 độ Richter, 6,1 độ Richter và một trận động đất được cho là kinh hoàng nhất vào năm 1995. Khi đó, trận động đất đã có cường độ lên tới 7,9 độ Richter, khiến cho gần 169 người dân của Trung Quốc bị mất tích và đó được cho là một điều cực kỳ kinh khủng, cũng như tồi tệ nhất hiện nó vẫn ám ảnh của người dân nơi này. Nhiều người đã tiếc thương cũng như là thông cảm cho sự không may mắn của những người dân xấu số Trung Quốc. Tuy nhiên, trước đó đã có những hiện tượng lạ, điểm báo xấu như quạ bay đầy trời, hàng triệu con châu chấu từ châu Phi bay qua 5 tỉnh của Trung Quốc, bầu trời Bắc Kinh liên tục hứng chịu các đại thảm họa. Theo Trung tâm chuyên nghiên cứu về động đất sóng thần Trung ương cho biết, trong một vài ngày tới, Trung Quốc có nhiều khả năng sẽ còn xuất hiện thêm 1 đến 3 trận động đất nữa. Và nếu như thời tiết cực đoan không chấm dứt, thì điều này rất có thể xảy ra. Đứng trước những mối nguy hiểm và cấp bách kể trên, trung tâm này đã phát đi thông báo khẩn cấp với chính quyền ông Tập Cận Bình và toàn bộ 1,4 tỷ dân của Trung Quốc biết, nhằm phòng chống những điều tồi tệ sẽ xảy ra. Hiện giới chức Trung Quốc đang rất lo lắng, tuy nhiên họ không biết phải làm sao bởi vì họ không thể đánh bại được sự nổi dậy, sự trừng phạt của mẹ thiên nhiên và của đất trời. Thưa quý vị, Trung Quốc trong 24 ngày đêm vừa qua liên tục xuất hiện mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần, khiến cho giới chức của nước này đang mất ăn, mất ngủ. Và trong một bài phát biểu mới đây tại thủ đô Bắc Kinh, đích thân người đứng đầu Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói rằng tình hình kiểm soát lũ lụt ở đất nước này đang gay go và bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất trong lịch sử, đề nghị các cơ quan ban hành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc, đã trích dẫn lời ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc đã kêu gọi nỗ lực toàn diện trong các hoạt động cứu hộ, cứu trợ tại những khu vực bị ngập lụt trên khắp đất nước này, nhấn mạnh rằng đảm bảo cuộc sống và an toàn của người dân là ưu tiên hàng đầu. Được biết, đây là lần đầu tiên Chủ tịch Trung Quốc ông Tập Cận Bình lên tiếng nói rằng sẽ bảo vệ cuộc sống cũng như an toàn của người dân Trung Quốc đại lục. Trước tình hình mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần liên tiếp xảy ra, trước đó ông Tập Cận Bình được cho là không quan tâm tới người dân của Trung Quốc khi vẫn đem Hải quân Trung Quốc tiến ra ngoài Biển Đông để tập trận bắn đạn thật và phóng tên lửa thị uy sức mạnh, uy hiếp các nước trong khu vực. Từ đó đã bị các nước trong khối ASEAN cũng như cộng đồng trên toàn thế giới lên tiếng phản đối. Tờ báo của Trung Quốc cho biết ông Tập Cận Bình đã chỉ thị cho chính quyền địa phương ở vùng lũ thực hiện trách nhiệm của mình lên tuyến đầu để kiểm tra tình hình, bảo vệ tốt hơn tính mạng và tài sản của người dân. Ông Tập Cận Bình còn nói rằng các bộ phận liên quan tăng cường lập kế hoạch phối hợp tổng thể cũng như phân bổ lực lượng cứu hộ và cứu trợ thảm họa một cách khoa học nhất. Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa và lực lượng cảnh sát vũ trang của nước này tích cực tham gia vào công cuộc cứu trợ cứu hộ cho người dân. Các bộ phận liên quan được chỉ thị lên kế hoạch tái thiết sau thảm họa, khôi phục trật tự sản xuất và cuộc sống cần sớm trở lại bình thường thì càng tốt sau khi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát lũ lụt và công tác cứu trợ thiên tai. Tờ báo của Trung Quốc cho biết, trong những ngày gần đây, lũ lụt làm mực nước dâng cao lên hầu hết tại các tỉnh phía nam của Trung Quốc. Và đứng trước tình hình đó, chính phủ của nước này đã nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt từ cấp 3 lên mức độ cao nhất, tức là cảnh báo đỏ. Tất cả các tỉnh như Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Giang Tây, Quảng Đông, Quảng Tây đều nâng mức độ cảnh báo lên cấp cao nhất. Được biết, mưa lũ ở Trung Quốc đã ảnh hưởng tới khoảng 60 triệu người dân trên nhiều tỉnh thành. Lũ lụt cũng cuốn trôi nhiều nhà cửa, ô tô, xe máy, điện thoại, TV, tủ lạnh, giường chiếu. Được biết, các tỉnh ảnh hưởng nặng nhất của Trung Quốc là tỉnh Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, Tứ Xuyên. Tổng cộng đã có 293 người thiệt mạng và mất tích vì lũ lụt. Đây là một trong những tín hiệu cực xấu cho phía Trung Quốc. Trước đó, thì Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương của nước này cũng ra một cảnh báo mới rằng Trung Quốc tiếp tục hứng chịu những trận mưa to gió lớn trong những ngày tới, đặc biệt là những ngày đầu cho đến có thể là hết tháng 10 năm 2022, để phòng lũ quét sạt lở an nguy tới con đập Tam Hiệp. Thưa quý vị, tin tức Bắc Kinh trích dẫn thông tin từ một chuyên gia trung tâm mạng lưới động đất sóng thần của nước này cho biết trận động đất 5,1 độ Richter vào sáng ngày hôm qua là một trong những dư chấn từ những năm 1976. Tâm chấn của trận động đất trên được xảy ra tại huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc. Đường Sơn từng bị tàn phá trong trận động đất 7,9 độ Richter vào năm 1976, khiến cho hơn 240.000 người thiệt mạng và hơn 160.000 người bị thương. Đây là một trong những trận động đất khủng khiếp nhất trong lịch sử của Trung Quốc. Theo Trung tâm mạng lưới động đất của Trung Quốc cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2022, đã có tới 12 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra, khiến cho cuộc sống của người dân liên tục chao đảo.
Đầu năm thì dịch bệnh COVID-19 tàn phá, bây giờ thì mưa to, sóng lớn, động đất, sóng thần liên tục xảy ra khiến cho tất cả 24 tỉnh thành phía Nam của Trung Quốc sống trong nỗi lo âu. Đây chính là cái giá mà Trung Quốc đang phải trả cho những tội lỗi về những đường lối sai trái mà ông Tập Cận Bình gây ra. Họ nói rằng Trung Quốc muốn yên thân thì phải ngồi cầu nguyện và sám hối, nhưng chính quyền của ông Tập được cho là vẫn hung hăng bởi vì quân đội của Bắc Kinh vẫn đang trong quá trình tiến lên vùng biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên, Trung Quốc và Ấn Độ để gây hấn đánh nhau ở ngoài Biển Đông. Thì hải quân của Bắc Kinh liên tục cho tập trận cũng như dàn trận quân sự để uy hiếp các nước trong khu vực. Điều này đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới an ninh. Mỹ và các nước trên thế giới đã trực tiếp lên tiếng khuyên nhủ Trung Quốc rằng Bắc Kinh nên ngừng ngay những hành động bắt nạt. Thế giới khuyên nhủ Trung Quốc rằng thay vì đi gây hấn bành trướng thì Trung Quốc hãy lo cho người dân, bởi vì mưa lũ, sóng thần, động đất sẽ còn tiếp tục xảy ra trong cuối tháng 10 và sang cả tháng 11. Và nếu như chính quyền ông Tập không dồn toàn tâm, toàn lực để lo cho người dân thì rất có thể Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ thế giới. Bởi vì theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn nước này cho biết, mưa lớn, bão tố vẫn tiếp tục ập tới Trung Quốc trong những ngày tới, đề nghị cơ quan, ban ngành cũng như người dân đất nước này hết sức cảnh giác. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Các diễn biến liên quan đến tình hình mưa lũ tại Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị và các bạn khi có được những cập nhật mới nhất. Để không bỏ lỡ những thông tin, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.